Ngoài các việc nên và không nên, các điểm cần lưu ý với nghi thức cúng ông công ông táo cụ thể là gì thưa thầy ạ? Vâng, một năm âm lịch thì luôn mở đầu bằng Tết Nguyên Đán và khép lại với lễ cúng ông công ông táo vào 23 tháng Chạp. Lễ tục dân gian thì quan niệm tới đêm 30 tháng Chạp, ông táo sẽ trở về cùng gia đình vào những thời khắc đầu tiên của năm mới. Như vậy thì hệ thống lễ Tết như một quy trình khép kín, âm và dương chuyển hóa cho nhau. Cúng táo quân vì vậy nên cũng hướng đến mong cầu gia đình luôn được may mắn làm ăn tấn tới. Nghi thức này cũng được khuyến nghị không nên tiến hành quá sớm, nhất là lại trùng vào với cả ngày rằm tháng Chạp. Thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta có thể cúng táo quân sẽ từ 20 tháng Chạp, tức là 20 tháng 12 âm lịch đấy, đến 23 tháng Chạp hàng năm. Có một số quan niệm thì xem cá chép gắn liền với cả ngày ông công ông táo nên là họ làm những cái món cá rán nằm ở trong mâm cúng cho nghi thức này. Tuy nhiên là một số người thì lại cho rằng đây là điều cấm kỵ, bởi vì theo dân gian cá chép là phương tiện đi lại của ba vị thần táo quân lên chầu trời diện kiến Ngọc Hoàng và tâu các việc ở trong gia đình suốt một năm qua. Chính vì vậy nên là ta sẽ chỉ nên phóng sinh cá thay vì sát sinh, vừa thuận cả lễ tục, vừa thuận cả tâm linh cũng như là theo đúng cái đạo hiếu của người Việt Nam. Theo quan niệm thì từ ngày 23 tháng Chạp, táo quân sẽ lên chầu trời và đến đêm 30 thì mới trở về tiếp tục việc coi sóc bếp núc ở trong gia đình. Thì trong những ngày ông công ông táo vắng mặt thì ta nên làm gì để mà nhà cửa thêm may mắn thuận lợi cả năm là câu hỏi các bạn hay hỏi tôi. Thì dưới đây có một số việc chúng ta có thể làm ở trong nghi thức cúng ông công ông táo sau khi mà chúng ta cúng nghi thức ông công ông táo. Đầu tiên là tỉa chân nhang. Và thứ hai là chúng ta có thể dâng lễ mời các táo về an vị ngày cuối năm cũng như là cúng tất niêm. Và tiếp theo là dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để mà đón nguồn năng lượng mới, cũng như là mở cửa để mà đón thêm sinh khí vào nhà. Và cuối cùng là chúng ta nên quây quần bên bữa ăn tất niên đầm ấm. Nghi thức cúng ông công ông táo không thể thiếu được cá chép đúng không ạ? Với ý nghĩa là cá chép vượt vũ môn hóa rồng, thì dân gian vẫn quan niệm đây là phương tiện tiễn các vị táo quân về với cả trời. Thì có người cho rằng là nên cúng nhiều cá chép, cũng có người lại nói là chỉ cần một con hay là một cặp là đủ. Ở đây thì ta cần phải nhìn nhận rõ một điều, đó là việc cúng cá chép quá mức thì sẽ chỉ mang ý nghĩa phóng sinh thôi. Vì vậy là số cá lễ cúng thực sự thì chỉ cần là 3 thôi, không cần phải là một chục, một cặp hay là mấy chục con. Và con số 3 cũng phù hợp với cả tích hai táo ông và một táo bà, và lại là con số bao hàm cả âm và dương, được xem là con số sinh, đưa lại may mắn cho chủ nhân.